Chào các bạn, Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24 giờ. Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật, ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Idol nữ diện corset lên sân khấu trình diễn cực hút mắt. Thời gian qua, corset là một item thường xuyên được các nữ idol sử dụng, không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, phụ kiện này còn định hình vòng eo con kiến cho nhiều thần tượng, giúp họ trở nên nổi bật hơn. Có thể thấy từ Blackpink đến Tân Binh and Mick đều mê mẩn các mẫu corset. Corset là một nét đặc trưng trong phong cách thời trang của Blackpink. Cả bốn cô gái đều chăm chỉ sử dụng item này mỗi khi lên sân khấu trình diễn. Vào năm 2019, Jenny từng gây sốt khi diện một chiếc corset trắng với mẫu váy ngắn cùng màu. Cô nàng đã xuất hiện vô cùng gợi cảm tại Golden Disc Awards 2019 để biểu diễn solo. Với lợi thế là vòng eo thon gọn, gà nhà YG luôn tự tin khoe trọn thân hình đồng hồ cát của mình mỗi khi diện concept. Ngoài ra các stylist còn giúp Blackpink mix and match rất khéo léo, tạo nên cảm giác vừa táo bạo nhưng không kém phần nhã nhặn. Cả bốn cô gái đều khiến dân tình ấn tượng với những lần diện item đặc biệt này. Những chiếc concept của Blackpink không chỉ có thiết kế độc đáo mà còn có giá trị đắt đỏ. Được biết mẫu concept mà Lisa từng diện có giá lên đến 15 triệu đồng. Còn chiếc áo lụa đũa corset của Alexander Wang mà Rose ưa thích được bán với giá gần 16 triệu đồng. Bên cạnh Blackpink, những nữ idol khác cũng gây ấn tượng mỗi lần khoác kiểu trang phục này lên người. Gần đây thì Seongi của Red Velvet có màn phối đồ rất sáng tạo khi diện một chiếc corset đính đá, cúp ngực gợi cảm cùng với áo thun trắng. Tổ hợp này trông lạ mắt và rất hợp với style năng động của Seongi. Wasa của Mamamoo cũng là một trong những nữ thần tượng khiến dân tình mê mẩn khi diện corset Vốn đi theo phong cách sexy, nữ idol lại càng trở nên cuốn hút hơn khi dùng chiếc corset gen phối với bộ váy ôm sát cùng màu. Cách phối đồ này rất hợp với dáng người và khí chất của em út Mamamoo. Không chỉ có các idol gen 3, nhiều tân binh K-pop cũng thích thú với item này. Điển hình nhất phải kể đến những chiếc corset của Enmix, song lại gây ra nhiều tranh cãi. Theo đó, nhà thiết kế với tài khoản Twitter là Fritz May Good, được biết đến với chiếc corset biến tấu từ giày Nike đã lên tiếng về việc ý tưởng bị đạo nhái. Người này tức giận về việc ekip của Enmic tạo ra trang phục giống với bản gốc của mình. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nhà thiết kế này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ đồng loạt yêu cầu phía JYP lên tiếng về sự việc trên. Trước đó còn có nhiều ý kiến khen ngợi các bộ trang phục lần này của stylist nhà JYP, đặc biệt là những thiết kế mới lạ của corset. Gà nhà SM được khen ngợi không ngớt vì những chiếc co lạ mắt của Karina Aespa. Có lợi thế về vóc dáng siêu thực, nữ idol dễ dàng diện những bộ trang phục độc đáo, được biến tấu dưới bàn tay của stylist nhà SM. Mỗi khi diện co set trưởng nhóm Aespa lại khoe chọn vòng eo con kiến. Mặt khác, ít gì thì lại khiến fan tiếc nuối khi không được mix and match khéo léo. Hầu hết những lần diện co của nhóm đều không giúp họ sâu được lợi thế về cơ thể thậm chí stylist còn mix đồ một cách công kênh làm che đi thiết kế gợi cảm của corset. Cùng là một item thời trang nhưng các thần tượng lại có cách mặc khác nhau, thế nên nếu không tìm ra cách phối sao cho phù hợp thì sẽ không phát huy hết tác dụng của một chiếc corset và giúp idol tỏa sáng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của New 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.